chiều hôm nay đại chúng có khỏe không? Chúng sắp sửa tới đây chúng ta sẽ làm cái lễ đón mừng Phật đản rất là lớn ở tại các chùa theo cái truyền thống Phật giáo, mà đây là cái một mùa lễ rất là lớn cho toàn thể Phật giáo trên thế giới này. Ở bên Hàn Quốc á, lễ Phật đản là một cái lễ hội hoa đăng. Từ tháng 3 là người ta đã bắt đầu treo đèn, treo từ đầu đường xuống cho tới tất cả nơi nào của chùa có chỗ trống là nơi đó có một ngọn đèn. Có những ngôi chùa Pháp Hòa đến treo 40.000 ngọn đèn. Ở bên Hàn Quốc có những ngôi chùa rất rất là lớn, mà cái sân họ rộng mênh mông mà nhìn lên không thấy bầu trời mà thấy toàn là đèn. Mà đến cái mùa đó là Phật tử rất là hân hoan, Phật tử đua nhau về chùa ngồi xếp lồng đèn đầy sân hết, để mà treo những chiếc lồng đèn lên kính mừng cái ngày đản sinh của Đức Phật. Theo như truyền thống á, thì chúng ta tổ chức cái ngày lễ này chúng ta gọi là lễ Vesak, vì đây là cái tên của một cái tháng ở Ấn Độ. Tháng này gọi là tháng Vesak. Và truyền thống là chúng ta kỷ niệm ba cái ngày lễ quan trọng của Phật. Đó là ngày sinh của Phật, ngày Đức Thế Tôn thành đạo và ngày Đức Thế Tôn Niết Bàn. Nhưng Á Đông chúng ta thì thích chia ngày lễ ra cho nhiều để tổ chức, cho nên tổ chức lễ Phật đản riêng, lễ thành đạo riêng và lễ Niết Bàn riêng. Cũng giống như mình, thay vì dỗ chung cái dỗ ba, dỗ ngoại, dỗ nội, dỗ cố, dỗ cô, dỗ cậu vậy để mỗi năm mình có ngày mình ăn hết quanh năm ăn dỗ. Thì thưa đại chúng, cái ngày lễ này Vesak, và thường quý vị đi chùa quý vị thấy là có một tượng Đức Đà Thế Tôn Baby Buddha nhỏ nhỏ. Thì trong kinh kể là khi mà Đức Phật sinh ra, Ngài đi 7 bước, ở dưới chân của Ngài có hiện 7 đóa hoa sen. Pháp Hòa vừa nói cái bài ý nghĩa hoa sen ở bên Atlanta, ở South Carolina hôm thứ hai tuần rồi. Vài bữa nữa quý vị nghe cái bài đó. Bây giờ Pháp Hòa nói con số 7. Thật ra con số 7 nó tượng trưng cho nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà hôm nay mình nói một nghĩa thôi. Thưa đại chúng, là Phật tử, chúng ta phải nhớ cái này, bởi vì chúng ta là đệ tử của Phật. Nếu nói theo cái nghĩa thông thường, đệ tử của Đức Phật có tổng cộng là 7 chúng, mà tất cả người xuất gia và tại gia của chúng ta đều nằm trong 7 chúng này. Thứ nhất là cư sĩ nam, là quý vị nam ngồi đây đây. Thứ hai là cư sĩ nữ. Rồi mai mốt á, mình đi tu, mình làm sa di, nếu là nam. Mình làm sa di ni, nếu là nữ. Và trước khi mình trở thành một vị sư cô chính thức, sau 2 hoặc 3 năm thọ sa di ni, thì chúng ta sẽ, nếu là người nữ đó, thọ thêm một giới nữa để chuẩn bị tập sự trở thành một vị sư cô chính thức, thì chúng ta gọi là thức xoa mana. Mà cái này chỉ có nữ mới thọ thôi, nam không có thọ. Thức xoa mana, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa mana là 5 chúng rồi. Chúng thứ 6 là chúng tỳ kheo, tức là các vị thầy, nói theo bây giờ đó các thầy. Tỳ kheo ni là quý ni, quý sư cô. Như vậy thì 7 chúng này là 7 chúng là đệ tử của Phật, và 7 chúng này sẽ đưa đạo lý của Đức Phật đi xa. Quý vị tin không? Tin rồi đó. Bây giờ mình là người Việt Nam chứ không phải người Ấn Độ. Mình sống sách xa Phật 2640 năm. Nếu là Phật lịch á, thì 2560 năm. Còn nếu mà là Phật đản á, thì 2640 năm. Phật tử là phải rõ hai cái loại lịch. Cái nào gọi là Phật đản mà cái nào gọi là Phật lịch. Phật đản á, là mình tính từ khi Đức Phật sinh ra cho đến bây giờ. Đức Phật sinh năm 624 trước Thiên Chúa.
Đức Phật mất năm 544 trước Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ quý vị lấy cái 624 cộng thêm 80 năm tuổi thọ của Phật, cộng thêm cái số năm chúng ta đang hiện hành, thì mình sẽ có 2640 năm. Đó là gọi là Phật đản. Phật lịch. Phật đản chứ, Phật đản. Lịch á là tính kể từ khi Đức Phật mất cho đến về sau này mới tính là Phật lịch. Thời Phật không có lịch, không có tính Phật lịch, Phật đản gì đó. Phật mất rồi tính năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Bây giờ quý vị lấy 544 cộng với lại 2016. Chỉ tội nghiệp quý vị ngồi ngoài kia lạnh quá. Ở ngoài đó quý vị có lạnh không? Lạnh không? Lạnh thì lan vô trong này. Người ta nói kính mừng đại lễ Phật đản 2540 năm là thiếu. Phải nói là kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2540. Nếu mà nói Phật đản thì phải 2640. Còn nếu mà nói Phật đản, nếu để số 2540 thì phải thêm chữ trước là Phật lịch, để cho người ta biết là đây là lần sinh nhật mình tổ chức thứ 2540 năm, 40 lần cho Đức Phật. Thời của Phật không có, Phật không có tổ chức sinh nhật cả. Mà mình cũng chẳng tổ chức sinh nhật cho Phật. Nhưng mà khi Đức Phật mất rồi, để kỷ niệm ngày này thì chúng ta tổ chức, thế thôi. Như vậy thì thưa đại chúng, trong con số 7 nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà qua chỉ nói một con cái nghĩa, một cái nghĩa, một trong nhiều nghĩa đó là 7 chúng. Mình cách Phật xa rồi mà tới hôm nay chúng ta vẫn còn đang làm một cái việc là truyền bá, luôn luôn lăn chuyển cái bánh xe Phật pháp lan rộng từ đất nước Việt Nam sang tới Hoa Kỳ, bây giờ sang qua bên Úc, sang qua các nước khắp nơi. Như vậy thì cái vấn đề mà truyền bá Phật pháp không phải chỉ ở trong hàng ngũ của những người xuất gia, mà những người cư sĩ cũng có bổn phận. Mà thưa đại chúng, bây giờ thưa thật là trong vấn đề truyền đạo, trong vấn đề truyền bá Phật pháp giữa người xuất gia và người tại gia, ai sẽ làm việc này linh động và dễ hơn? Cư sĩ. Tại sao vậy? Bởi vì cư sĩ là chiếm phần đông, mà hơn nữa là cư sĩ là những người còn sống ngoài đời. Quý vị sẽ có cơ hội gặp nhiều người để quý vị truyền bá Phật pháp hơn là người tu nữa. Thành thử ra cái trách nhiệm của người cư sĩ cũng lớn lắm, chứ không phải là chuyện thường. Mặc dù trên hình tướng chúng ta nói hoằng pháp lợi sanh là bổn phận của người xuất gia, đúng vậy, nhưng người cư sĩ cũng phải là cánh tay nối dài để cho Phật pháp lan rộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đi về chùa mình học Phật pháp, nhưng mình về nhà mình không sống với Phật pháp, thì làm sao mình truyền bá cho người nhà mình cũng như hàng xóm? Mình vô chùa mình tu chỉ có thầy trong chùa biết thôi, mà vô chùa mình tu giỏi, tại vì thầy nói cái mình mô Phật. Mình rề ngoài ai nói mình cái mình nói Phật mô. Thành thử mình đâu có truyền được. Còn thành thử mình là cái đội ngũ áo lam á, làm việc chuyện Phật pháp truyền bá tích cực hơn đội ngũ áo nâu. Đó, quý vị là những cư sĩ. Và thưa đại chúng, ngày xưa đó, chữ cư sĩ nghĩa là những người ở tại gia, chữ sĩ là người, cư là cư trú ở bên, ở trong, ở ngoài đời, trong gia đình. Mà những cư sĩ này là những người có niềm tin với Phật pháp, thọ trì tam quy ngũ giới, giữ gìn Phật pháp, giữ đặc biệt là giữ năm giới. Và quý vị có đi làm, cho nên quý vị có gần gũi được người, những người trong hãng. Về nhà quý vị gặp những người thân, sống ở ngoài quý vị gặp hàng xóm, chơi quen biết, quý vị quen biết nhiều nữa, cho nên cái cơ hội mình truyền bá Phật pháp dễ dàng hơn nữa. Cư sĩ là vậy. Ngày xưa thời Phật á, Phật có những vị cư sĩ vua chúa, chẳng hạn như vua Tần Bà Sa La, vua gì nữa, vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế,
Và những vị cư sĩ tại gia như ông Cấp Cô Độc, như bà Visakha, như là bà Ambapali, vân vân. Rồi thưa đại chúng, trong Phật giáo Trung Quốc cũng có những cư sĩ hộ đạo tích cực như vậy, và đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam cũng không kém, cũng không kém những vị cư sĩ như vậy. Nếu mà có cơ hội và thời gian có nữa thì chúng ta sẽ nói thêm. Bây giờ mình nói trước hết là mình trích, mình nói về một vị cư sĩ thời Phật, đó là ông Cấp Cô Độc. Tại sao mình phải nghe? Tại vì mình nghe để mình thấy được cái hạnh của những người cư sĩ giống mình. Rồi mình thấy rằng những vị cư sĩ thời Phật làm được việc đó, ngày nay chúng ta cũng sẽ làm việc đó, mà không chừng mình làm hay hơn. Bởi vì sao? Vì cái phương tiện của chúng ta quá nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ chánh niệm để sử dụng phương tiện đó thì phương tiện đó nó phí. Ví dụ như mình bắt cái phone nói chuyện với nhau, thay vì mình nói chuyện thị phi thì mình nói chuyện Phật Pháp. Thay vì mình nói những cái chuyện không hay thì mình lại đem những cái chuyện lành tốt ra mình chia sẻ với nhau. Vì bây giờ cái chuyện nói phone nó dễ quá. Send những cái, thí dụ như những cái tin tức không có lành mạnh, đừng có cần phải send cho nhau. Tại vì không cần phải nghe, phải đọc những cái đó. Cuộc sống của mình nó ngắn ngủi, mình phải đọc những cái gì thiện lành để nó nuôi dưỡng cái tâm lành của mình. Còn những cái bất thiện trong đạo đó là ngoại lệ, đâu phải đạo mình vậy mà mình phải đọc. Mình đã rõ ràng cái này không phải của mình, đây là những người ta không hiểu biết Phật Pháp, người ta làm sai, chấm hết. Còn mà phải, quý vị có thấy không, người ta viết những cuốn sách lịch sử của tổ, của các vị tu hành viết ra để cho mình đọc, chứ có ai viết những cái chuyện sai quấy của người này người kia thành tập để cho mình đọc đâu, phải không? Vậy thì cư sĩ Cấp Cô Độc đó, thật ra ông không phải tên là Cấp Cô Độc, cái tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của ông, cái việc làm của ông là luôn luôn cứu tế cho những người cô độc, nghèo đói, cho nên ông được một biệt hiệu là Cấp Cô Độc. Cấp nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi cho những người cô độc, cô đơn, cô thế. Chứ thật tên của ông là Tu Đạt. Một hôm á, ông đến nhà của chị ruột của ông chơi và người anh rể, thì thấy gia đình này không có đón ông nồng hậu, mà lại lăng xăng lo lắng tổ chức đủ thứ. Thì ông mới nghĩ rằng chắc ngày mai có khách quý. Hỏi ra thì mới biết là gia đình đang chuẩn bị để đón một bậc thầy, tức là đón Đức Phật đó. Thì ông nghĩ rằng á, cái người mà được ông Cấp Cô Độc mà chuẩn bị chu đáo như vậy chắc là phải một bậc thầy vĩ đại. Cả đêm ông trông tới sáng để mà ông gặp cái người, cái nhân vật đó. Ông lăn qua lộn lại, giật mình, ông tưởng sáng, ngó ra trời chưa sáng, mà cứ ba lần bốn lượt như vậy. Cuối cùng ông chịu không nổi, nằm cũng được, nằm mà nó trằn trọc khó ngủ quá. Ông ngồi dậy, ông bước ra sân, ông đi dạo. Đi dạo dạo làm sao cái đi xa hồi cái thì tới cái tịnh xá mà của Đức Phật, và gặp lúc trời vừa hừng sáng. Thì Đức Phật gặp ông, thì Đức Phật nói: cư sĩ Cấp Cô Độc mới tới chơi. Ông nghe giật mình, nói: ủa, tôi chưa biết ngài mà sao ngài biết tôi? Hai vị Đức Phật mời ông ngồi, chế trà 103 uống. Mùa Thanh Ren. Đó, thì khi mà ngồi nói chuyện như vậy đó, thì cuối cùng ông đã được Đức Phật khai hóa cho ông, và ông trở thành đệ tử của Phật. Ông có một cái điều đặc biệt mà ngày nay ai nhắc tới ông, tụng kinh chúng ta đều nhớ tới ông hết. Bởi vì ông là cái người mua đất của Thái tử Kỳ Đà bằng cách là lót vàng ở trong mảnh đất đó. Bây giờ quý vị tụng kinh quý vị nghe đó, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Tại vì Thái tử Kỳ Đà có một miếng đất rất rộng và trong đó có nhiều cây xanh bóng mát. Ông muốn mua đất đó để cúng cho Phật làm tịnh xá, nhưng mà Thái tử Kỳ Đà không có bán. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói thách, nói: nếu ông mà đem vàng ông lót hết được khu đất này thì tôi bán cho ông.
Ông nghe như vậy, ông về, ông chở hết vàng tới lót đầy hết cái mảnh đất đó. Cho đến khi ông đón, ông đang lót được một đoạn hết vàng, thì Thái tử Kỳ Đà ra nói, nếu ông hối hận đổi ý cũng còn kịp. Nếu ông hết vàng. Ông nói dạ không. Nói tại sao không hết mà đứng gãi đầu, giống như đứng bâng khuâng. Nói dạ thần đang đứng để coi kho nào để mở đem vàng tới đây. Trời ơi, đại bác vậy đó. Bây giờ nói theo giờ là nổ đó. Thì khi mà ông chở vàng tới, ông lót như vậy thì làm cho Thái tử Kỳ Đà giật mình. Thái tử Kỳ Đà mới nói, cái ông đại gia này mà ông phát tâm ông cúng đất mà đến mức độ là chịu đem vàng tới lót mà cúng như vậy, thì chắc chắn các ông thầy đó phải là một ông thầy đặc biệt. Thái tử Kỳ Đà cũng đi tìm tới Đức Phật, và cuối cùng ông gặp Đức Phật. Với cái cảm đức của Đức Phật thì làm cho ông Thái tử Kỳ Đà cũng kính trọng và thấy được cái tấm lòng hộ trì Phật Pháp của ông Cốc Cô Độc. Mà Thái tử cúng lại miếng cái cây, bởi vì lót vàng thì lót được đất chứ cái cây trồng thì làm sao lót. Cho nên nó thôi bây giờ đất thì ông mua nhưng mà cây thì của tôi. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ mình mới nói có cái câu là kỳ thọ, thọ là cây, kỳ là Thái tử Kỳ Đà, cây của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà Cấp Cô Độc Viên có nghĩa là vườn của Cấp Cô Độc. Bây giờ mình tụng trong kinh mình nghe câu đó đó. Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên, mà dịch ra tiếng Việt là một lúc nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, nơi vườn, nơi rừng cây của Thái tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc. Đó là từ đó mình mới có cái lịch sử ông Kỳ Đà. Ông Cấp Cô Độc á, ông Cốc Cô Độc á, ông rất là tốt với bạn bè. Mặc dù ông biết có những người bạn rất là xấu với ông, nhưng mà ông vẫn đối tốt. Thì cuối cùng những người bạn đó cũng được ông cảm hóa bằng cái tấm lòng tốt của ông. Ông có tổng cộng á 4 người con, 3 gái, 1 trai. Thì trong cái số người con này á, thì ba cô con gái tu dữ lắm, mà đặc biệt cậu con trai không có tu. Cậu con trai không có tu mà thích ăn chơi. Một hôm á, ông biểu con trai đi nghe pháp. Cậu con trai nói ba có nói lộn không? Trời đất ơi, con là đi quán si thì đi được chứ. Kêu mà con đi nghe pháp sao con đi? Ông Cấp Cô Độc nói thôi bây giờ con chịu khó, con vô nghe Đức Thế Tôn nói bài pháp, ba trả con tiền. Bây giờ bắt đầu tu mướn. Nghe tiền cái ông khoái quá. Ông nói rồi con đi nghe. Ông vô ông ngồi nghe, Đức Phật mới nói được: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 2016. Cái ông khò mất. Thì khò mất rồi đi về, cái cha mới hỏi: ủa bữa nay con nghe Đức Thế Tôn giảng mà con có thuộc gì? Ba đâu có biểu con thuộc, ba chỉ kêu con đi nghe thôi mà. Miễn con vô con ngồi đó là thôi chứ. Ông già thua ông trận phải trả tiền. Lần sau ông nói: kỳ này con đi con nhớ nghe giùm ba nghe con. Chứ không có nói là đi nghe nữa, mà nghe mà nhớ đem về đọc lại cho ba nghe. Thái tử ông con trai đó đi tới nghe, cố gắng nghe được 4 câu kệ, về lặp lại cho ba nghe. Rồi có một lần á, mướn đi Thọ Bát Quan Trai. Quý vị biết Thọ Bát Quan Trai không? Đi vô chùa ở ngày đêm, thọ 8 giới như người xuất gia tu ngày đêm. Ông này ông vô ông thọ, ông thọ rồi ông thấy được công đức của Bát Quan Trai, rồi tĩnh lặng nghe pháp, ông thấy cũng hay hay. Cuối cùng ông chứng quả. Mà về nhà, thưa đại chúng, ông đọc lại một câu kinh, đọc một bài kệ, cái tự nhiên nó thấm. Nó thấm. Thường ở đời mà nồi nào thì vung đó. Mình vậy thế nên cưới con vợ nó cũng tương đương. Quý vị biết không, cưới một cô dâu, mà cái cô dâu này thì nói theo bây giờ là trật búa.
Một hôm Đức Thế Tôn đi tới nhà chơi, cổ ở phía sau nhà mà cổ rầy chồng, cổ la hét sùm phía bếp mà gian tiếng cổ lên tới trên phòng khách. Đức Phật hỏi: dạ thưa trưởng dự trưởng giả, hỏi trưởng giả cấp cô độc, trưởng giả hôm nay nhà trưởng giả ai ở phía sau hay là hàng xóm họ đang gây lộn? Bắt đầu ông cấp cô độc ổng cũng hơi quê quê rồi. Ông nói: dạ bích Đức Thế Tôn, con không dám nói dấu về ngài, nó là con râu của con á, nó là con dâu nhà con á. Mà trời ơi, từ ngày con cưới nó về đó, hồi xưa người ta hay hát đó, từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề, mà bây giờ con không nghe nó thề mà nó chửi không kêu chửi thề. Con dâu này nó đanh đá lắm Đức Thế Tôn. Động tới nó là nó la, nó hét, nó nói, nó không có phân biệt được lớn nhỏ, cha mẹ chồng hay là chồng gì hết. Đức Thế Tôn nói: vậy hả? Vậy thôi bây giờ trưởng giả cho mời cô dâu đó ra, cho tôi thăm cổ một chút. Ổng đi ra, ổng mời cô dâu lên. Cô dâu chào hỏi Đức Thế Tôn, nói: này con có phải là dâu của trưởng giả cấp cô độc không? Nó: dạ phải. Con có biết ba của con tu tập giỏi không? Nó: dạ con biết chứ. Bây giờ Đức Thế con có phải là dâu không? Nó: dạ. Bây giờ Đức Thế Tôn, thầy nói cho con nghe là ở trên đời là có 7 loại vợ, con chọn loại vợ nào? Vợ như sát nhân, vợ như đầy tớ, vợ như mẹ, vợ như chị, vân vân. Quý vị về nghe Pháp Hòa giảng cái bài 7 loại vợ là tích từ trong cái chuyện đó đó. Cổ nghe xong cổ xấu hổ, và cổ nghe 7 loại vợ mà Đức Thế Tôn nói rồi thì cổ chọn cổ làm vợ gì? Và thưa đại chúng, bây giờ khi nghe lại bài kinh đó đó thì quý vị cũng đừng có nghĩ rằng cái này Phật nói cho vợ, mà phải nói cho đủ là 7 loại vợ hoặc 7 loại chồng. Có nhiều khi chồng như ông chủ, chồng như đầy tớ, chồng như anh, chồng như giặc cướp, ví dụ vậy. Bây giờ quý vị nghe kinh đó rồi quý vị sẽ thấy được Đức Phật định nghĩa những cái ý nghĩa đó như thế nào. Và thưa đại chúng, khi mà ông cấp cô độc, ông lâm bệnh nặng, thì các vị đến thăm ông và dạy cho ông quán chiếu về ngũ uẩn của ông, về 6 căn của ông. Pháp Hòa nhớ trong kinh kể lại, các vị như là Xá Lợi Phất, một Kiền Liên tới thăm: này cư sĩ, hôm nay cư sĩ thấy bệnh tình của cư sĩ thế nào? Nói: dạ bạch các vị tôn giả, bệnh tình của con ngày càng thêm nặng, con nghĩ là thời giờ của con sắp đến. Này cư sĩ, cư sĩ hãy trở về với hơi thở, và cư sĩ phải quán rằng thân này không phải là tôi. Cái thân này không phải là mình, mình không bị kẹt vào nơi thân này. Ta là sự sống thênh thang, thân này là cái thân hữu hoại, thân có limit ngày tháng giờ, nhưng mà cái tâm thức của mình rỗng rang, không bao giờ bị khổ do cái thân này. Vì nếu chúng ta hiểu được cái thân này nó chỉ là tạm có, thì mấy mươi năm tâm mình xài nó cho đến 50-70 năm mà nó bắt đầu nó hư là cũng quý rồi. Đa số máy móc bây giờ guarantee có 5 năm mà. Mà mình bây giờ là được tới 70 năm là mừng rồi. Mà được 70 năm tuy có bệnh, mà bệnh ở nước Mỹ, thuốc men đầy đủ, y tá bác sĩ chăm sóc đầy đủ là mừng rồi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta sống mà chúng ta biết nhận diện cái giây phút hiện tại, và chúng ta đang hưởng cái gì, có cái gì, chứ đừng để những cái quá khứ hay cái vị lai nó làm khổ mình. Trải qua cái bài kinh đó, đại chúng thấy là mình phải quán mắt này không phải là mình. Con mắt này mình cũng xài tạm mấy mươi năm thôi. Lúc mà còn khỏe, còn trẻ đó, phải không? Thì mình sẽ được người ta tặng là mắt em là bể oan cừu.
Nhưng mà khi mình bắt đầu già rồi thì bắt đầu nó có những cái biến chứng của mắt. Không phải cái đó không, mà của tai, của mũi, của miệng, của thân. Bởi vì sao? Bởi vì có thân là phải có hoại diệt. Đó là chuyện thật. Nếu chúng ta nhận ra cái thật đó, để rồi chúng ta biết sống an nhàn với những cái gì chúng ta đang có, thì chúng ta là đệ tử Phật. Vậy thì chúng ta đi theo đạo Phật không phải để chờ chết đi Tây Phương, mà chúng ta theo đạo Phật nghĩa là chúng ta đang học một phương thức để sống cho an nhàn, cho thảnh thơi, cho giải thoát, cho hạnh phúc trong cái đời này. Mà nếu như đời này mà mình hạnh phúc, mình an lạc, mình thảnh thơi, thì nhất định khi mình đi, mình sẽ được an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Bởi vì sao? Bởi vì hễ cái cây mà nó đã nghiêng về phải, khi mình cưa nó thì nó sẽ nghiêng phải. Cây mà nghiêng về trái thì mình cắt nó thì nó sẽ nghiêng về trái. Cái quan trọng là hằng ngày tâm mình hướng về đâu, chứ đừng chờ người ta tụng niệm cho mình. Thí dụ như bây giờ tâm này thường ngày không có hướng về Phật Pháp, hướng về những cái điều không có phải là Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ tối ngày Pháp Hòa cứ ghiền cờ bạc, hãy rảnh cái nhớ casino. Mà lúc mà nằm ngáp ngáp vậy, ta tới ta tụng, ta nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nói không, tôi muốn casino. Vì vậy cái tâm thức mình hàng ngày là nó là casino. Cho nên đó, Tổ Quy Sơn đã xác định với chúng ta: học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Như con chim nó ra khỏi lòng thì nó lập tức bay thẳng về rừng của nó. Con người chúng ta thọ sanh vào đâu tùy theo cái nghiệp lực của mình. Người ta có tụng cho mình là hộ niệm trợ duyên, chứ không phải là cái nhân yếu chính để đưa mình đi. Bây giờ người ta đem tích kịch tới cho mình, người ta phát đồ ăn sẵn cho mình, nhưng mà sức khỏe mình không có, ai cấp visa cho mình? Hay nói một cách khác là mình có đầy đủ những người giúp đỡ cho mình, nhưng mà trong nhở cái passport ra nó hết hạn mất đất rồi, visa không có rồi đi đâu, mặc dù những cái khác nó có mặt. Cho nên á, mình tin Phật không phải là mình lạy Phật, chờ Phật rước mình. Cái đó không sao, nhưng mà cái chính yếu là tâm mình phải tương đồng với Phật. Mình không tương đồng với Phật, Phật có réo mình cũng không biết Phật là ai. Mình nhiều khi mình nói who are you nữa. Bởi vì hằng ngày mình không nhớ Phật. Mà không nhớ Phật mà lúc Phật tới, Phật đưa tay, Phật nói no, đâu phải này, tôi nhớ có bộ bài đâu rồi. Hay là Phật đưa tay mình nói sao, ủa tay không, bộ bài đâu, đưa tôi kinh. Mình tâm mình phải có Phật thì nó mới tương với Phật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị không tụng kinh, không thuộc kinh, bây giờ Pháp Hòa tụng gì quý vị cứ ngồi Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy. Tại mình không có Phật, mình không có Phật. Nhưng mà nếu mà mình có Phật, mình thí dụ bây giờ ở đây đại chúng thuộc bài nguyện đem công đức này không, thì nguyện bài đó rồi, thuộc bài đó, Pháp Hòa chỉ cần bắt bài đó lên là quý vị tương đồng tụng liền. Nhưng mà ngược lại quý vị sẽ không thuộc một bài. Ăn à màu dày với lô tả nặng ma mậu. Ồ tụng gì vậy, tụng gì vậy. Đó, không thuộc. Nhưng mà nếu thầy cô nào, một Phật tử nào ngồi đây mà thuộc cái bài thần chú đó và tụng lên là quý vị tụng. Bây giờ quý vị thuộc Đại Bi không? Đó, thì Pháp Hòa tụng lên thiên thủ là quý vị thiên nhãn liền. Quý vị đã thuộc được cái căn bản. Cho nên á, cái tu của chúng ta là hằng ngày chúng ta phải huân tu, phải trường thời tu, chứ không thể đợi khóa tu. Cái khóa tu chỉ là một thời gian ngắn để mà chúng ta trở về, chúng ta thúc liễm. Còn hằng ngày chúng ta phải tiếp tục khóa tu, tu trường kỳ như vậy. Đó là cư sĩ cấp cô độc. Ở Việt Nam ta có một vị cư sĩ nhiều lắm nha, như là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, như là cư sĩ
ở trong Nam là cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Rất nhiều những vị cư sĩ đã làm được rất nhiều những Phật sự trợ duyên cho quý thầy. Cư sĩ Tâm Minh là cái người dịch cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị có thấy trong các cái quầy sách. Ông là người ở Quảng Nam. Một hôm ông đi làm việc ở đó và ghé chùa Ngũ Hành Sơn. Ở ngoài đó mà ông đọc cái bài kệ trên vách chùa mà ông liễu đạo, ông ngộ được cái Phật pháp. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần an. Bồ đề vốn không cây, minh tâm sáng chẳng phải đài, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một bụi, cần chi phải lau chùi. Nếu xưa nay tâm mình không dính bụi thì mình đâu cần phải lau chùi. Nhưng mà tâm mình đã tới đó chưa? Nếu mà chúng ta hiện nay chưa, chúng ta là những người xưa nay từng dính bụi, bây giờ phải lau chùi. Mà cái lau chùi của chúng ta là lau chùi, nếu một cái kiến nó dơ, quý vị thường nói là sao? Lấy nước lau. Lau cái gì? À, lau kiến. Nhưng mà trật lất, kiến đâu có dơ mà lau, phải lau bụi. Kiến là luôn luôn nó sạch, nhưng mà sở dĩ mình không thấy rõ cái kiến là do bụi. Bây giờ cần lau là lau bụi chứ không phải lau kiến. Nhưng đa số chúng ta nói trật không? Chúng ta nói lau kiến mà trong khi đó bụi nó dính. Phải vậy không? Cho nên cũng như vậy. Như hồi nãy Pháp Hòa mới đùa ở ngoài đó đó. Ở ngoài đó nói là không nghe. Pháp Hòa mới nói có nghe, nhưng mà nghe không có tiếng. Bởi vì cái bản chất nghe của mình chưa hề đi vắng. Có điều là có tiếng thì phải nói là nghe có tiếng. Không tiếng thì phải nói là nghe không có tiếng. Chứ không thể nói là không nghe. Ủa anh có nghe, nghe không có tiếng đó. Như vậy thì mình mới sống được, chứ cái bản chất nghe của mình hằng hữu mà không bao giờ mất. Ví dụ quý vị vô một cái phòng tối, tắt đèn hết tối, họ có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Cái tối hù là cái mình thấy đó. Mình thấy có tối hù đó, chứ cái tánh thấy của mình nó đi đâu? Cái tánh thấy muôn đời nó vẫn sáng như vậy. Cái tánh nghe mình nó vẫn sáng như vậy. Nhưng mà bởi vì cái cảnh trần ở bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình chạy, mình phan theo nó, gọi là phan duyên. Phan duyên tức là phóng theo mọi cái duyên. Cho nên á, những cư sĩ ở ngoài, quý vị đừng nghĩ là mình tu không được, được hết á. Nhưng mà mình phải biết cách tu, tu theo mọi hoàn cảnh khả năng của mình. Như ông Cấp Cô Độc nằm trên vườn bệnh, nằm trên giường bệnh mà quán chiếu thiền quán để rồi ra đi trong nhẹ nhàng. Bây giờ mình cũng quán như vậy. Pháp Hòa có một bác Phật tử năm nay là 96, 97 tuổi ở tại nhà dưỡng lão bệnh. Ông bị bệnh tim mà thoát chết mấy lần. Mỗi lần bệnh tim tới, tim nó lên cơm mộng lên giường nằm chuẩn bị đi đó, mà lúc tim nó đập mạnh nghe, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vậy mà tỉnh trở lại. Thì bây giờ thưa đại chúng là mình tu theo từng hơi thở. Hơi thở mình ngắn, mình niệm ngắn, mô Phật. Hơi thở mình dài, Nam Mô A-di-đà-phật. Hơi thở mình trung trung, A-di-đà-phật. Dài, trung, ngắn, kiểu nào cũng tu. Đến khi nào nó đứt hơi thì mình đi. Người ta gọi là lâm mạng chung thời. Thế nào gọi là lâm mạng chung thời? Cái thân mạng của mình nó đã lâm vào cái giây phút nguy kịch, gọi là lâm mạng. Ngay cái giây phút thả hơi thở xuống, chấm dứt, không còn thở nữa, giây phút đó gọi là chung thời. Tiếng Anh gọi là the end. Mình lâm mạng tức là cái mạng sống của mình nó đã lâm vào cái giây phút last minute. Nhưng mà khi mình ngưng thở rồi, giây phút đó gọi là chung thời.
Cho nên mình mới có câu lâm mạng chung thời thị chư chánh niệm. Thì cái học Phật của chúng ta là để làm gì? Để có chánh niệm. Mình có nhiều cư sĩ lắm nha. Pháp Hòa chỉ nói một cư sĩ cấp cô độc để đại chúng học cái gương hạnh của. Bây giờ thưa đại chúng, trong tất cả các pháp tu, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, tất cả những pháp tu đó không ngoài một mục đích là làm cho chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm lúc sống, lúc ăn, lúc nói, lúc đi, lúc đứng, thậm chí lúc bệnh cho tới chết. Không có chánh niệm là không làm được gì hết. Ví dụ như bây giờ hàng ngày mình phải nói chuyện phải không? Mình không có chánh niệm thì mình chẳng biết mình nói gì. Mình nói một hồi người ta buồn, người ta giận lung tung. Nói chơi là tốt, nhưng không biết chỗ nào phải nói chơi, chỗ nào không nên nói chơi, đó là thiếu chánh niệm. Nên mình nói một hồi người ta giận, chỗ người ta đang tang lễ mà vô ngồi cười giỡn chơi, chơi chật lất, giỡn chơi không đúng chỗ. Có cái em đó, nó muốn phá tướng, nó muốn phá chấp mà. Mới vừa giao thừa xong nó nói thôi năm mới chúc bà con cô bác không được may mắn nghe. Chúc Tết vậy đó. Trời ơi, cái năm đó có cái gia đình cô đó thất nghiệp từ trên xuống dưới luôn. Cổ kiếm nó, cổ chửi một trận. Quý vị thấy. Có cái ông đó, ổng nói chuyện có suy nghĩ gì, cho nên vợ ổng rầu ổng lắm. Dặn ổng rồi, bữa nay á ông đi chúc thọ cho một bà già 80 tuổi nha, ông đừng có nói bậy nói bạ nghe, làm ơn ăn rồi về giùm tôi. Thôi ổng cũng nghe lời vợ, ổng vô ổng ăn, ổng nói gì hết trơn. Khi ổng đi ra tới cửa, cái người chủ nhà, mấy người con đi theo, anh Bảy ơi, bữa nay em cảm ơn anh tới ăn tiệc thọ của má em, mà không biết gia đình ai em tiếp đãi anh có gì sơ sót mà sao suốt buổi không nghe anh nói gì hết trơn. Ông mới say, ông nói tại vợ tôi dặn không được nói, nhưng mà thôi bây giờ lỡ anh hỏi rồi để tôi nói. Nãy giờ tôi ăn tiệc ở nhà anh, tôi nhìn nhà anh, tôi thấy cái cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, tôi lo nữa má anh chết không biết sao kêu. Ông nhịn được nguyên buổi chiều. Tôi lo nữa, lát nữa mai mốt là má anh chết không biết sao khiêng ra rồi. Một hôm nọ cũng đi ăn tiệc tiếp, kỳ này ăn sinh nhật một đứa nhỏ. Vợ dặn tiếp, ổng ra tới cửa ổng say lại, nè 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 bà con cô bác làm chứng nghe, hôm nay tôi không hề nói câu nào hết nghe, con mấy người có mắc dịch mắc gió được đổ thừa. Mình tu cũng vậy, mình tụng kinh, mình tu học, mình phải có chánh niệm lúc nào. Trời đất ơi, nửa khuya lơ khuya lắc đi vô trong một cái chung cư tới ôm tới mò, già di nị già già na chi đa ca, ta mở cửa ta thấy trời giờ này ai rên vậy. Có cái cô đó, cổ làm ở trong cái tiệm nail, mà cổ thích cái bài hát là lạy Phật của gì dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Trời cha ơi, từ sáng mở cửa cổ hát cho tới tối, mà ngày nào cổ cũng hát như vậy hết. Con bữa nào cổ hát tới cái câu đó, cái anh làm chung nó nè nè, tôi nói bà nghe, bây giờ bà lên bà ngồi để tôi lại bà. Để tôi lại bà cho bà nín, để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Quý vị thấy không? Mặc dù là dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con. Mình muốn hát cái gì cũng được, mình muốn tụng gì cũng được, mà không đúng lúc, không đúng chỗ, mà người ta nghe riết nó cũng chán, ta nói thôi để tôi lại bà cho bà nín, để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Ở một cái chùa đó có ông thầy này nè, mà quý vị biết cái thời nghèo đó có được cái radio là nó mừng lắm.
ông mới bỏ câu cuốn băng cassette vô cái máy á, ông hát cái bài Lòng Mẹ. Trời ơi, hễ tụng kinh thôi mà xuống cái ông Lòng Mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Mà ông cứ hát đi hát lại, ông mở cuồng băng đó, ông mở suốt ngày đêm. Ông thầy kia ông nói, ông có biết không, hồi xưa đó tôi thần tượng cái bài này lắm. Cái bài này đối với tôi là nó hay cung cung cực. Mà bây giờ ông mở riết tôi thấy hình như mẹ này mẹ ghẻ. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, là mình tu, là mình tu làm sao? Phải tu đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, thì cái tu đó nó mới đúng. Vậy thì bây giờ mình nói cái nào đúng cái này sao trên đời, phải không? Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy. Phật tử chúng ta là những người tiếp nhận giáo pháp của Phật, và chúng ta phải biết được cái ứng dụng Phật pháp một cách như thế nào, để chúng ta là những người cư sĩ truyền bá Phật pháp mà người ta nghe tới Phật pháp ta không bị dị ứng. Chứ không thôi người ta gặp mình ta nói thôi tôi sợ cái bà đó lắm, bà tu kiểu gì không biết mà tôi thấy bà tu là tôi ớn rồi, phải không? Thành thử mình phải tu làm sao để như người ta nghe tên mình. Quý vị có nghe cái bài sám không? Có một cái bài sám đó, có trong đó có một câu nè: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Xin con tu như thế nào mà cho người ta thấy được hình tướng con, nghe đến tên con liền phát tâm bồ đề. Ta phát tâm bồ đề, còn mình tu làm sao mà nghe tới mình nổi gai lên hết, cũng kêu bồ đề mà bồ đề gai. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, tức là thậm chí nghe đến tên con, giai phát bồ đề tâm, đều phát tâm bồ đề, vĩnh xuất luân hồi khổ, ra khỏi cái chỗ khổ lụy. Đó là mình tu. Cho nên Đức Phật đi trên bảy bước hoa sen là tượng trưng cho Đức Phật đi trên, đưa bảy chúng, và tất cả chúng ta là bảy chúng đó đó. Như là Pháp Hòa là thầy, đây là tỳ kheo, quý sư cô là tỳ kheo ni, các vị nữ tu mới tu là sa di ni, các vị nam mới tu là sa di, các vị thọ thức xoa, nữ cư sĩ, nam cư sĩ, chúng ta có bổn phận hết. Chúng ta có bổn phận hết, cho nên Phật tử phải nắm được bảy cái tên này: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đây là bảy chúng đệ tử của Đức Phật, nói cho đủ. Còn nói gọn là hai chúng: xuất gia và tại gia. Nói gọn nữa là nam cư, các bốn chúng là các vị xuất gia nam, các vị xuất gia nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Gọn là hai chúng: xuất gia, tại gia. Rộng rãi đầy đủ là bảy chúng. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình không truyền bá Phật pháp được, mình làm được. Nếu chúng ta được cái sự linh động uyển chuyển ứng dụng Phật pháp thì chúng ta truyền bá Phật pháp rất dễ dàng, không có gì trở ngại. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, lần này là lần thứ ba rồi ở tại chùa Huệ Quang, thì Pháp Hòa xin kể một hạnh của cư sĩ, gọi là cư sĩ cấp cô độc cho đại chúng nghe. Pháp Hòa còn những vị cư sĩ nữa nhưng mà không có thời gian để thưa với quý vị. Đặc biệt là trong Phật giáo Việt Nam chúng ta có một vị vua cư sĩ, đó là ngài Trần Thái Tông. Ngài là một đức vua lên ngôi, nhưng mà thật sự ngài là họ Trần, nhưng mà cuối đời nhà Lý không có con trai, cho nên vua mới cưới, mới lấy công chúa gả cho một cái người ở làng Chài Lưới đó, tên là Trần Cảnh, tức là ngài Trần Thái Tông mình đó. Thì nhưng mà khi mà nhường ngôi cho con gái thì con gái làm vua, thì ông chú là Trần Thủ Độ đó đã tìm cách để đưa Trần Cảnh lên ngôi và lập nên cái triều đại nhà Trần. Và lúc đó gọi là ngài là Trần Thái Tông. Khi mà ngài làm vua, ngài cũng chịu nhiều cái áp lực.
Cuối cùng Ngài lên núi, Ngài tu. Thì lúc Ngài lên núi đó, thì Ngài được cái vị thầy của Ngài hỏi: chẳng hay Hoàng thượng đến đây để tìm cái gì? Nói: trẫm lên núi tìm Phật. Hòa thượng trả lời: ở núi không có Phật, Phật ở tại tâm. Trẫm làm vua khổ quá, trẫm làm vua khổ quá, trẫm ở đây tu. Đàm đạo thì Trần Thủ Độ đem quân tới thỉnh Ngài về. Ngài nói: không, trẫm không về, trẫm mệt mỏi lắm. Trần Thủ Độ ra lệnh: nếu đức vua không trở về, chúng ta sẽ bắt đầu xây kinh thành tại đây, tại cái núi này. Hòa thượng nghe vậy nói: bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy trở về hoàng cung, đừng làm hư núi rừng của Bần Tăng. Ngài Trần Thế Tông nghe như vậy lui trở về. Nhưng mà trước khi ra về, hòa thượng dặn: ở ngôi vị hoàng thượng, Ngài vẫn có thể tu hành được. Đức vua trở về, soạn ra cho mình một thời sám hối, gọi là sám hối sáu căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Tự Ngài làm vua, và Ngài đã sắp xếp được một thời gian sáu thời sáu buổi để Ngài sám hối sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để mà Ngài làm vừa làm vua mà vừa tu. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị tìm một quyển sách có cái tên là Nửa Ngày của Thái Thượng Hoàng, quý vị đọc quyển đó để quý vị hiểu được một vị vua mà tu được cỡ đó. Còn mình giờ than hoài, bận lắm, không có thì giờ. Thành thử mình thấy vua mà tu được, mà ngày thời đó mà Ngài không có internet, Ngài không có cell phone, Ngài không có phương tiện như mình, mà Ngài làm vua mà Ngài chia giờ giấc Ngài tu vẫn được. Mà còn chúng ta bây giờ đủ thứ hết, mà chắc có lẽ tại đủ thứ quá tu không được đó. Ở bên nhà Đường cùng thời với Ngài có một ông vua gọi là Đường Thái Tông. Nhưng mà khi người thân của Đường Thái Tông phạm lỗi, Đường Thái Tông giết chết. Nhưng mà vua Trần Thái Tông của chúng ta, anh phạm lỗi mà tha tội cho anh. Vì vậy mà chúng ta có cái bài kệ ca ngợi Ngài: Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, kiến yến kiến thành Chu Tử sinh Yên Tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Đại Đường, nước Việt, hai nước khai cơ nghiệp có hai vị Thái Tông. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bên kia xưng là niên hiệu Trinh Quán, niên hiệu của chúng ta là Nguyên Phong. Bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, Nguyên Phong là niên hiệu của Ngài. Thường thường vua hồi xưa người ta có cái niên hiệu mỗi năm. Nhưng mà cái người anh mà phạm lỗi đó thì giết, kiến thành Chu Tử. Nhưng mà anh của Ngài Trần Thái Tông thì Yên Sinh Tại, cho tha, tho tha mạng khi mà nổi loạn. Thì cái câu cuối là: miếu hiệu tuy đồng. Cái hiệu là Thái Tông tuy nó đồng, nhưng mà đức bất đồng. Như vậy thì ở trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng có những vị đặc biệt như vậy. Thì bây giờ hình ảnh gần nhất là Ngài Trần Thái Tông, cho chúng ta thấy Ngài làm vua mà Ngài tu được. Hôm nào có dịp Pháp Hòa kể thêm những vị cư sĩ khác cho đại chúng nghe. À, bây giờ hôm nay chúng ta kể sơ sơ một vài việc như vậy, để chúng ta lấy đó làm cái sức mạnh. Mình là một cư sĩ vẫn có thể hộ trì Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp. Nhưng trước khi quý vị làm những cư sĩ truyền bá Phật Pháp, quý vị làm gì? Bốn chữ thôi. Bây giờ quý vị nhớ bốn chữ nha: dĩ pháp hộ pháp. Dĩ là lấy. Mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật Pháp mà hộ pháp. Đừng lấy thế gian, đừng lấy trần tục, đừng lấy những cái phàm phu để hộ Phật Pháp, không thấm được. Nó không có tương đồng. Dĩ pháp hộ pháp. Cho nên trước khi làm hộ pháp, hãy để pháp hộ mình.
Khi mình đã được đầy đủ pháp hộ rồi thì mình làm Phật pháp mà không phạm cái lỗi. Rồi thì bốn chữ đó bỏ túi tối nay chiêm nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Rồi nếu còn thì giờ thì Hòa hát cho quý vị nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong kiến Phật pháp của Việt Nam có đi, đây là kiến Phật pháp của thầy không có gì định, nhưng mà và đồng vị chủ có đã ý rồi, thầy cũng thật sự rồi dính chút thời gian đến chúng ta. Thầy thương, thầy thương tụi con cho chốt, thầy hát vài bài rồi dạ. Yeah, thưa đại nhân mùa lễ Phật đản, thật ra thì Pháp Hòa thì cũng chẳng muốn hát hò gì, nhưng mà để cho đại chúng có một niềm vui phấn khởi nhân cái ngày lễ Phật đản này, cho nên Pháp Hòa xin được cúng dường đại chúng một bài nói về cuộc đời từ sự đản sinh cho đến lúc thành đạo của Đức Phật. Cái bài có tên là Hoa Bất Diệt. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa, nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Ở nơi xa đó có một tấm lòng đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Ở phương xa kia là cõi trời đâu xuất, nhìn về quê hương tôi thấy muôn loài đang ngụp lặng trong biển trần khô ly. Ngài về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa xanh diệt, ngài về đây học tiếng nói của con người. Muôn loài hân hoan hân hở reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la về, dường lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp vô. Trái đất của tôi đã bảy lần rúng động như báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngài về đây mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen quy, tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi dừng đông tỏ ràng. Hoa nở chim ca muôn loại tưng bừng, trên trời cao thiên nhạc reo mừng, bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng như chung vui cùng vua Tịnh Phán và hoàng hậu Ma Giang. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào ta được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm mà thật đúng bậc trượng phu.
Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm, ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Tâu với đức ân phu hoàng, để con đi thăm thần dân, đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao phải tâm thần lưng còng, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Thời gian tiêu pha thân già còng lưng. Này Sa Nặc, kìa con người kia vì sao rung rẩy, toàn thân siết rên hoàng đau, lòng ta xót xa giường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời, mấy ai qua được bình căn, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống chỉ là kỳ, người hay tượng đá sao nằm trơ trơ. Hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Sau chuyến du hành thái thử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ, thu lớn tranh mồi giết đàn thu nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yêu thua phiền trượt khắp muôn loài. Thao thức bận khuân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ điện ngọc cúng vàng, dở đẹp con xin vượt khỏi thành cùng Sa Nặc, nhanh chân trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò. Dòng A Nô Ma giữa đêm trường tình mịch, thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thảy tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục dương quyền, cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hành, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sinh. Ngài một mình lên núi tuyết tịnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, tầng khổ suốt 6 năm nên thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hành đói khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô Nang Đà và Bà La dâng sữa, được bà Long Dương cúng dường bát cháo nhu mi. Dưới gọi Bồ Đề dựng thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lâm bùng tanh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Hoa bất diệt nở ngay vườn sanh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.